Tết năm 2019 nha anh em, mình cắt thì cắt băng thành trước đây rồi. Lá chim có quà tạo rồi, lá chim có tạo mới được. Giờ cái này mình để cho Lam đi. Rồi quay ngược quá. Ấy tụt cái nó. Ờ, đặt cho con nghe nó coi. Năm dĩa hầm chạm tới. Em mình cái gì? Tạo cái quay quay đi. Vậy được không? Đó, mình đánh cho nó tụt cái đi. Anh em đưa cái quà. Hả? Lát mở rồi. Không biết đâu ta, nó trông nhiều hơn rồng đó, đó mặt đi. Mình đi chân ở vậy. À, thấy rõ móng lũi lắm trời. Bắt đây. Trời, cho mày tô canh nước hoa ngon rồi mà. Có thấy đâu ăn. Cái nhà để chân nha mặt mày. Quay cậu đây, đi đây, quay cậu. Để cho nhảy qua cho mọi gần cậu. Trời cho mắm cuốn ngon. Bích nó không ăn thịt bò phải không? Đem này. Gà nè. Gà Cái anh mua chính quyền kia mà tôi nói mua cái gì nó ra đậu